Xin chào mừng mọi người đến với podcast Tâm sự con đồng, một chương trình podcast của An Lạc Từ Tâm, được thực hiện từ chính những lá thư của quý khán thính giả gửi về cho chúng tôi. Mỗi số podcast sẽ là một câu chuyện tâm linh có thật, kể về hành trình của những người mang trong mình căn độc số lính, hay những thắc mắc tâm linh chưa có lời giải đáp, được các khán thính giả của An Lạc Từ Tâm tin tưởng gửi về cho chúng tôi, với mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình tới những người đồng đạo nói riêng và những khán giả xem kênh nói chung. Trong số đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của Tân Đồng Diệu Tâm. Podcast 1. Tôi đến với tâm linh như thế nào? Trước khi kể về câu chuyện duyên nghiệp của tôi với nhà thánh, trước hết phải nhắc tới mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là một người có căn đồng. Bà đi xem nhiều thầy và đều được phán như vậy. Tuy nhiên mẹ tôi không ra trình đồng. Đến năm tôi khoảng 7-8 tuổi, mẹ tôi làm lễ tiễn căn cho mình thì được báo là tôi đã bị chấm đồng rồi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ và mẹ đã quyết định làm lễ khất đồng cho tôi. Thực ra, có lẽ lúc đó do mẹ tôi trốn ra trình đồng được nên nghĩ rằng cũng trốn được cho tôi không cần ra, nên cứ tạm thời làm lễ khất đồng cái đã. Tôi có giác quan nhạy bén hơn mọi người kể từ khi đó. Đi vào những nơi âm u, hoang vắng, khi trời tối, hoặc những nơi tâm linh, là tôi lập tức thấy trong người khác lạ, thấy cảm giác sợ sợ. Bản năng tự mách bảo tôi tránh những con đường đó ra và đi sang một con đường khác. Giác quan này kéo dài từ đó đến tận bây giờ. Ngoài việc có giác quan về tâm linh nhạy bén, thì cuộc sống của tôi trôi qua một cách khá bình lặng như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng bước ngoặt cuộc đời tôi chỉ thực sự xuất hiện sau khi tôi lấy chồng. Nhà bà nội chồng tôi nằm ở một tỉnh miền Trung. Đó là một ngôi nhà 2 tầng. Tầng dưới dành để ở và sinh hoạt. Còn tầng 2 của ngôi nhà chính là một điện thờ. Bà nội chồng tôi làm thầy. Bà thường đi cúng, làm lễ cho người ta, xem bói bằng chân gà, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Và tận sau này tôi mới hiểu, bà được lộc chữa bệnh của nhà thánh ban cho. Tuy nhiên, do hồi đó chưa có kiến thức về tâm linh, nên tôi không còn nhớ rõ đó là điện thờ gì và thờ ai. Chỉ biết rằng, mỗi lần tôi về quê chồng, tôi đều thấy những người có căn ở trong làng khi đó, hàng tối thường đến điện nhà bà tôi để lên hương. Khi đó bà sẽ được bề trên sang tay, và bà truyền lại lời bề trên sang tay ấy cho những người còn lại. Lúc đó tôi không hiểu họ đang làm gì. Thế nhưng cảm giác của tôi khi ấy vô cùng sợ hãi. Mỗi tối khi ở trong nhà bà, tôi đều cảm thấy như có rất nhiều người trong đó. Nhưng mắt tôi lại không nhìn thấy một ai cả. Tôi hỏi bà, sao nhà mình cứ có cảm giác là lạ sao đó? Cháu thấy có nhiều người lắm nhưng không biết là ai. Bà tôi chỉ cười thần bí mà không nói gì. Sau khi tôi trở lại Hà Nội thì những cảm giác lạ lùng đó biến mất. Tôi lại trở về với nhịp sống bình thường. Thế nhưng chuyện đó chưa kết thúc. Cảm giác đó lại trở lại vào năm sau, khi tôi về quê chồng lần nữa. Lần này tôi hỏi bà, bà ơi, sao bà lại làm thầy? Bà bảo, ngày xưa bà cũng ốm thập tử nhất sinh. Bà điên dở đi khắp nơi. Bà nghe thấy bề trên nói rằng bà phải sang làm việc đi. Nhưng lúc đó bà không tin. Bà hỏi lại rằng, cho bà nhìn thấy vong thì bà mới tin. Vậy là cả khu vườn nhà tôi rộng 1.000 m², hiện lên toàn những bóng người màu ruốc đứng kín sân vườn. Lúc này bà mới chịu tin và chấp nhận ra làm việc âm. Và bà đã trả lời câu hỏi lần trước của tôi về việc tôi thấy nhà rất đông người. Bà bảo, quần của bà đấy. Vài hôm sau, lúc 2 giờ sáng, tôi thấy bà dậy bật điện, mở cửa, quét sân. Tôi ngạc nhiên hỏi, bà làm gì vào sáng sớm vậy? Bà trả lời, bà mở cửa đón các cụ về, con cứ ngủ đi. Và tôi đã thao thức đến sáng. Tối hôm ấy, bà gọi tôi lên điện. Bà bảo tôi tập trung nghe xem các ngài sang tai như thế nào. Tôi làm theo lời bà và nghe thấy các ngài nói, còn có sợ không? Tôi vội đáp,
con sợ lắm. Tôi tường thuật lại những gì đã diễn ra cho bà nghe. Bà nói tôi: sao con lại trả lời như vậy? Con phải nói rằng con không sợ chứ. Sau đó bà cho tôi ở lại trên điện, dự một buổi lễ của bà và các bà đồng khác. Tôi thấy mọi người đứng hát, rồi có người bị đảo đồng, có người bị ốp nhập. Mọi người trao đổi, giao tiếp với nhau bằng phương ngữ của một tỉnh miền Trung. Tôi hoàn toàn không nghe hiểu được họ nói gì. Cảm xúc và những điều kỳ lạ của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi lần về quê chồng. Thế nhưng, những câu chuyện tâm linh kỳ lạ quanh cuộc đời tôi chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo phải kể tới câu chuyện nhà bà ngoại chồng tôi. Nhà bà ngoại chồng tôi có bác là liệt sĩ, hy sinh trên chiến trường. Năm đó bà tôi cũng đã già. Nguyện vọng của bà là tìm được mộ của bác tôi, để đưa bác tôi về đoàn tụ với gia đình. Gia đình bà ngoại chồng tôi có nhờ các nhà ngoại cảm để giúp tìm bác. Trong quá trình tìm kiếm, các nhà ngoại cảm đã gọi hồn bác tôi về. Mấy chị em tôi là những ứng cử viên được chọn, để xem bác hợp ai thì ốp vào người đó. Và tôi chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Bác đã ốp vào tôi để nói chuyện với mọi người. Các nhà ngoại cảm hỏi bác những câu hỏi như: bác hy sinh ở đâu? Nằm ở chiến trường nào? Bác đều trả lời rất rõ ràng. Cuộc giao tiếp tâm linh kéo dài từ sáng đến trưa. Đến giờ phạm thì bác lại thoát ra. Lúc này tôi nhìn thấy bác dẫn theo rất nhiều đồng đội cũng hy sinh cùng bác năm xưa trên chiến trường về thăm nhà. Ngay tại giây phút ấy, tôi nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói: sau này con sẽ làm thầy, cho con lộc để làm. Tôi đem câu chuyện này kể lại với một cô trong các nhà ngoại cảm. Cô nói rằng con tôi còn nhỏ, chưa thể làm việc âm được, nên cô xin khất cho tôi. Sau khi xong việc, tôi không tập trung ở nhà bà cùng mọi người tìm mộ nữa, mà trở về nhà. Nhà tôi cũng nằm trong cùng một khu đất của nhà bà ngoại. Trong lúc đang trò chuyện với chồng và em trai, thì tôi bất ngờ bị bà cô, em gái ông ngoại chồng tôi ốp vào. Bà cô bắt đầu gào khóc ầm ĩ và nói cho mọi người biết mộ của bà nằm ở đâu. Bà bảo bà hợp với chồng tôi, bà muốn được thờ cúng ở nhà tôi. Và mọi người đã quyết định đưa bà về thờ cúng như ý nguyện. Đến chiều tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm mộ. Sau khi tìm được mộ và đưa hài cốt bác tôi về nhà, bác tôi lại tiếp tục ốp vào tôi để giao tiếp với mọi người. Vậy là cuộc tìm mộ của bác tôi đã hoàn thành cùng với những lần ốp nhập cả mấy tiếng đồng hồ vào thân xác của tôi. Đó là câu chuyện bên đằng ngoại nhà chồng. Quay trở lại với chuyện bà nội của chồng tôi. Mãi đến khi ông nội chồng tôi mất, theo phong tục ma chay, 3 ngày sau mất phải làm lễ mở cửa mả. Cả nhà tôi lên mộ ông và cung lễ ở đó. Lễ mở cửa mả nghĩa là mời các cụ trong gia tiên dòng họ và các vong linh vừa mới mất về nhà. Sau khi về nhà, tôi lại bị ông nội chồng ốp vào người. Bà nội hỏi ông: tại sao lại ra đi đột ngột như thế? Bởi vì ông tôi mất khi đang trong một giấc ngủ trưa trên võng. Ông trả lời bà: tôi nghe thấy có tiếng người gọi nên tôi thưa. Bà mới nói: tôi đã dặn ông là ai gọi cũng không được thưa cơ mà. Ông không trả lời. Mọi người gào khóc thương tiếc vì ông ra đi quá đột ngột. Bà lại hỏi tiếp: có ai về cùng ông không? Ông trả lời: các cụ về nhiều lắm. Mọi người hỏi han ông có thiếu thốn hay cần gì không. Ông bảo không cần gì cả. Rồi sau đó ông đi, thoát ra khỏi người tôi. Khi ông vừa thoát ra, thì có một người khác nhanh chân thế chỗ ốp tiếp vào người tôi. Người đó chính là bà cô, em gái ruột của ông nội tôi. Bà cô ngày trẻ đã hy sinh trên chiến trường bên Lào khi tham gia cách mạng. Tôi đã nhìn thấy một đội quân vô cùng đông đúc đứng chật kín cả một chiếc ngõ dài. Bà nói, bà đưa quân về dự đám tang của anh trai bà và đón ông đi. Bà cô trong thân xác của tôi lần lượt gọi từng thành viên trong dòng họ lên, làm lễ và xin lộc cho từng người. Buổi lễ kéo dài khoảng 3 tiếng.
Bà nội sợ tôi mệt nên đã xin bà cô thoát ra. Tôi trở lại trạng thái bình thường, chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút. Tôi trở về Hà Nội. Từ đây, hành trình bước vào tâm linh giờ điên giờ khùng của tôi mới chính thức bắt đầu. Các bạn thân mến, số đầu tiên trong series podcast Tâm sự con đồng xin khép lại ở đây. Mời quý vị và các bạn đón xem podcast số 2 mang tên Những cung lừa tâm linh trên con đường bước chân vào đạo trên kênh An Lạc Từ Tâm. Mọi đóng góp, tâm sự, chia sẻ về câu chuyện của mình xin gửi về địa chỉ email hoặc Zalo trên màn hình hoặc phần mô tả video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Lạc Từ Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.